Xin chào mọi người, tôi là nói chuyện với bạn ngày hôm nay. Nữ tiếp viên bất ngờ bị bắt cóc. Bên kia đề nghị chơi một trò chơi đố vui với anh ta. Và truyền hình trực tiếp. Mỗi câu trả lời sai, những kẻ bắt cóc sẽ cởi bỏ một trong những bộ quần áo. Nữ phát thanh viên liên tục trả lời sai để che giấu bí mật. Cuối cùng câu chuyện suýt bị cư dân mạng nhìn ra. Nữ chính Lan Lan là một mỏ neo nổi tiếng với khuôn mặt tươi nhìn và dáng người mạnh mẽ, thu hút một lượng lớn người hâm mộ trực tuyến. Hôm nay khi cô ấy đang phát sóng, đặt điện thoại của bạn sang một bên và chạy đi tắm. Màn hình trực tiếp. Đột nhiên một người đàn ông đeo khẩu trang xông vào. Sau đó máy ảnh quay. Lan Lan choáng váng và bị trói vào khách sạn. Anh tỉnh dậy và hét lên để được giúp đỡ. Những người đàn ông đeo mặt nạ dường như không sợ vì đây là phòng cách âm được chuẩn bị riêng cho các cặp đôi. Lấy một con dao găm và vẽ lên cơ thể của Lan Lan. Sau khi trêu chọc một lúc, anh ấy đã tiết lộ mục đích của mình. Bắt cóc Lan Lan. Tôi muốn chơi một trò chơi đố vui với anh ấy. Toàn bộ diễn biến trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên mỗi lần Lan Lan trả lời sai, anh sẽ cởi một mảnh quần áo trên người Lan Lan. Có 9 câu hỏi trong trò chơi. Nó hoàn toàn tương đương với 9 bộ quần áo trên người anh. Anh cũng bảo Lan Lan trả lời nghiêm túc. Nếu không, nó sẽ được nhìn thấy bởi người hâm mộ. Trợ lý của Lan Lan phát hiện anh bị bắt cóc. Sau đó, bạn trai của Lan Lan là Du Phi. Hai người bắt đầu bí mật giải cứu Lan Lan. Dưới sự sắp xếp của người đàn ông đeo mặt nạ, trò chơi sẽ câu hỏi đầu. Anh trai hâm mộ của Lan Lan, ông đã từng gửi chuyến khách. Có gì bên trong? Túi sách in ghi bạn nước hoa điều vòng tay căng tin. Câu hỏi này không quá khó. Lan Lan nhanh chóng nói câu trả lời chính. Người đàn ông đeo mặt nạ hài lòng với màn trình diễn của mình. Sau đó, câu hỏi thứ hai. Lan Lan từng tặng trợ lý một chiếc túi sách. Giá bao nhiêu? A200000B200000C200 giá bao nhiêu? Lan Lan cảm thấy tội lỗi khi nghe câu hỏi này. Người trợ lý đã giúp anh ấy nhiều việc trong công việc. Để bày tỏ lòng biết ơn, anh quyết định tặng trợ lý một chiếc túi. Nhưng để tiết kiệm tiền, Lan Lan keo kiệt chỉ bỏ ra 500.000 để mua đồ giá. Trợ lý nghĩ đó là sự thật. Tôi rất xúc động khi nhận được chiếc túi. Làm việc trang trí hơn cho Lan Lan. Nam Nam biết trợ lý hẳn là cũng đang xem truyền hình chứ. Anh ấy rất mâu thuẫn, không muốn bị lộ. Vì vậy, tôi lấy hết can đảm. Tôi lạ 20 triệu bỗng nổi giận khi biết chuyện. Anh ghét sự đạo đức giả của Lan Lan và đâm anh xuống giường. Lan Lan đã trả lời sai và giờ cô ấy phải chịu hình phạt. Người đàn ông đeo mặt nạ đi vòng quanh Lan Lan với một con dao găm. Anh chọn đi chọn lại chỉ đổi giày cho Lan Lan. Anh ấy không vội. Anh ấy chỉ đang cố gắng kích thích sự thèm ăn của mình. Còn bảy câu hỏi nữa. Những bộ quần áo này sẽ không tồn tại đâu. Người đàn ông sau đó hỏi câu hỏi thứ ba. Lan Lan thường gặp Han Liêu, chủ tịch công đoàn người Mỹ gốc Hoa. Xin hỏi địa điểm gặp mặt ở đâu? A202B303C6C888. Han Liêu là chủ tịch công đoàn Trung Quốc, đóng một vai trò quan trọng trong phát triển. Lan Lan là liên đoàn lao động được Han Liêu mời. Công đoàn cũng chi rất nhiều tiền để đưa đón anh. Có thể nói thành công của Lan Liêu đóng một vai trò lớn trong nghề. Tất nhiên không có cái gọi là bữa trưa miễn phí. Vì do Han Liêu ưu ái Lan Lan, thực sự có mục đích riêng của nó. Anh ấy thường sử dụng tên đi chơi, đưa Lan Lan đi nghỉ dưỡng trên chiếc xe hơi sang trọng của danh lợi. Lần nào Lan Lan cũng sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Mối quan hệ này giữa ông chủ và chủ rất bình thường trong vòng tròn. Và Sausi tá em tá em tá em là biển số xe của Lan Lan. Nghe câu hỏi này thì sững sờ. Vì bạn trai du phen của cô ấy cũng sẽ xem chuyện. Anh ấy không muốn bạn trai mình biết sự thật. Vì vậy, Foxy đã chọn một chiếc mặt nạ. Người đàn ông tức giận. Lan Lan cố ý trả lời sai hết lần này. Nó giống như thách thức điểm mấu chốt của anh ấy. Anh phớt lờ lời cầu xin của Lan Lan. Di tắc của mình vớ. Những người hâm mộ đang xem phát sóng trực tiếp đột nhiên phấn khích. Mọi người đều nghĩ rằng trò chơi trực tiếp này Lan Lan đang thổi phồng. Tất cả đều cổ vũ trong phòng phát sóng trực tiếp. Tiếp theo là câu hỏi thứ tư. Khi nào là sinh nhật của Lan Lan? Tại sao bạn không hẹn hò với Du Feng? Anh vì truyền hình trực tiếp. Bạn vì bị bệnh, chị vì ở bên chú Lôi. Lan Lan tổ chức sinh nhật vài tháng trước. Hôm đó Du Feng chuẩn bị quà để ăn mừng với anh. Kê Lan Lan tạm thời phá vỡ cuộc hẹn. Bởi vì sau khi phát sóng trực tiếp ngày hôm anh đó, anh nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Cuộc gọi là từ chú Lê. Anh ta dùng bí mật của Lan Lan để đe dọa. Lan Lan không dám từ chối, chỉ có thể đến khách sạn cùng chú Lôi vào trong buổi khi người tối. Đàn ông đeo mặt nạ đang đợi câu trả lời Du của Feng Lan Lan. Du Feng đột nhiên gọi. Lan Lan không muốn bạn trai biết bí mật của mình, vì vậy chọn câu trả lời sai một lần người nữa. Người đàn ông đeo mặt nạ hoàn toàn bị chọc tức bởi người phụ nữ. Anh lao thẳng đến này. Bên giường, mặc kệ Lan Lan đang tuyệt vọng van xin. Cứng bức xé áo khoác. Người hâm mộ buồn chồn hơn. Tất cả các loại hiểu lầm đang bay khắp màn hình. Người đàn ông đeo mặt nạ sau đó hỏi câu hỏi thứ năm. Anh ta lấy ra một bức ảnh của một cô gái xấu xí và hỏi Lan Lan đó là anh Lam Lam bạn Lam Lam chị Lee Gil. Lan Lan nhìn bức ảnh và nhớ lại một sự kiện trong quá khứ. Lan Lan ban đầu tên là Lee Gil. Cô nổi tiếng xấu khi còn đi học, thường bị các bạn cùng lớp chế giễu. Trước áp lực quá lớn, cô quyết định tự tử. Lúc này, một người đàn ông tên là chú Lôi đã cứu cô. Mặc dù Lan Lan trông bình thường nhưng cô ấy có một dáng người đẹp. Chú Lê rất thích những lợi thế của mình. Giữ anh ấy bên cạnh tôi bây giờ. Khoảng thời gian với chú Lê, Lan Lan được chú Lê tặng cho các khách hàng khác nhau như một món quà. Lan Lan sợ bị bỏ rơi nên âm thầm chịu đựng tất cả. Nhưng thời gian trôi qua, chú Lôi vẫn chán chú. Anh đưa cho Lan Lan một số tiền và đá anh ta ra. Lan Lan không hòa giải nên cầm tiền sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Vài tháng sau, anh trở về Trung Quốc sau ca phẫu thuật. Vì con xấu xí hóa thiên nga đã hoàn thành, trở thành một vẻ đẹp rực rỡ. Theo sự thúc giục của người đàn ông đeo mặt nạ, Lan Lan dần hồi tưởng lại. Để giữ bí mật về phẫu thuật thẩm mỹ, chọn câu trả lời sai bạn.
Người đeo mặt nạ thấy Lan Lan cứng miệng quá, đơn giản là không còn lịch sự, thô bạo xé váy của mình. Lúc này trên người Lan Lan chỉ còn lại ít quần áo. Nếu bạn tiếp tục hỏi, bạn có thể sẽ được nhìn kẻ giấu mặt số 4 không có ý định dừng lại. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Khi Lan Lan học lớp 6, tôi đã từng viết một sáng tác mang tên Điều ước của tôi. Điều ước đó là gì? Trở thành một nhà khoa học. Bạn trở thành bác sĩ, chị trở thành cô dâu của Su Chao. Nghe thấy cái tên Su Chao, Lam Lam lại rơi vào hồi ức. Su Chao là bạn học tiểu học của anh ấy. Khi đó bạn cùng lớp đã sỉ nhục Lan Lan là một con quái vật. Chỉ có Su Chao đứng lên giúp anh ta. Hai người trở thành bạn tốt, tâm sự đủ thứ chuyện. Vì vậy, trong một lớp sáng tác, Lan Lan âm thầm viết ra nguyện vọng khi lớn lên sẽ cưới Từ Siêu. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, Lan Lan đã quên từ lâu lời hứa khi còn bé. Nhìn người đàn ông phấn khích trước mặt mình, cuối cùng anh ta cũng nhận ra rằng người đàn ông đeo mặt nạ thực sự là bao nhiêu năm rồi anh vẫn nhớ lời hứa ấy. Trên thực tế, Su Chao đã theo dõi Lan Lan kể từ khi anh Lan Lan đã làm gì trong những năm gần đây để trở nên Su Chao biết tất cả mọi thứ. Anh ghét sự buông thả của Lan Lan, vì vậy họ đã lên kế hoạch bắt cóc anh ta. Đột nhiên cánh cửa khách sạn bị đập tung. Su Feng và trợ lý của anh ấy theo sát và cuối cùng khách sạn này, Lan Lan bị bắt cóc hơn 10 giờ sau, tỉnh dậy và được giải cứu. Bộ phim này là một bộ phim kinh dị nội địa sequel rất impossible. Video thú vị hơn mong đợi. Mỉa mai và lố bịch. Bạn bè quan tâm có thể xem qua. Được rồi, tôi là Yume. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.